Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo nói về công dụng của saffron. Công dụng thứ ba, saffron giúp điều hòa kinh nguyệt, ổn định nội tiết tố. Sự rối loạn nội tiết tố nữ trong ngày đèn đỏ là điều không thể tránh khỏi. Nó dẫn đến tình trạng đau bụng, nhức mỏi, nóng nảy, khó chịu trong người. Saffron với chức năng cân bằng nội tiết tố giúp giảm triệu chứng khó chịu ngày đèn đỏ cực kỳ hiệu quả. Bạn chỉ cần pha một ly trà saffron uống vào ngày này thì những cơn đau sẽ giảm đi trông thấy. Công dụng thứ tư, saffron ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Một cuộc nghiên cứu kéo dài qua nhiều thập kỷ đã chứng minh được trong saffron có chứa các nhóm chất crocin, bicrocrocin, protein, safranol là những chất có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư tiềm ẩn ở bên trong cơ thể. Công dụng thứ năm, saffron tốt cho sức khỏe tim mạch và phòng chống sơ vữa động mạch. Các hoạt chất tốt có ở bên trong saffron có tác dụng điều chỉnh hàm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa tình trạng sơ vữa động mạch, giảm huyết áp. Tiêu biểu có thể kể đến như chất chống oxy hóa, riboflavin, quercetin và một số vitamin quan trọng khác. Saffron còn giúp cơ thể hấp thụ kali một cách dễ dàng hơn, từ đó làm giảm áp lực lên thanh mạch, tăng cường lưu thông máu và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Công dụng thứ 6, saffron giúp cải thiện thị lực. Hàm lượng lớn crocin có trong máu giúp cho việc lưu thông máu lên màng trạch và võng mạc diễn ra một cách dễ dàng hơn. Đây là chất được dùng trong y học để hỗ trợ điều trị những tổn thương về thần kinh và quét sạch các gốc tự do gây tổn thương đến điểm vàng của mắt. Công dụng thứ 7, nhị hoa nghệ tây giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Theo tài liệu của Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, trong saffron có chứa nhiều hợp chất như bicrocrocin, safranol, crocin có tác dụng cải thiện hỗ trợ các bệnh lý về hệ tiêu hóa. Do đó, những người thường gặp phải các vấn đề về tiêu hóa, việc sử dụng nhị hoa nghệ tây được coi là một trong những bài thuốc bổ ích. Cụ thể, dược chất crocin giúp ngăn chặn ức chế quá trình B-proxit và xuất huyết tiêu hóa, giúp sát khuẩn lipid chống viêm một cách hiệu quả. Carotenoid giúp kháng viêm, hỗ trợ điều trị viêm loét đại tràng, viêm loét dạ dày. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy nhị hoa nghệ tây có thể giúp gây ức chế hiện tượng loét dạ dày do tâm lý căng thẳng và hiện tượng loét do histamine gây ra. Và không có gì lạ khi dù nhị hoa nghệ tây có một mức giá khá cao nhưng vẫn được nhiều người ưa dùng bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Mọi người có thể tìm mua saffron chính hãng tại trang Facebook của Thuyết nhé. Mọi thông tin ở trên đều được trích dẫn từ những nguồn uy tín nên đảm bảo những thông tin đáng tin cậy. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích về saffron nhị hoa nghệ tây ở trên đã cung cấp được một phần nào những thắc mắc của các bạn. Đừng quên follow kênh của Thuyết và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.